Cầu thủ nào đắt giá nhất World Cup 2022? Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Neymar. Không ai trong những cái tên này có mặt. Bạn không nghe nhầm đâu, cầu thủ đắt nhất Cúp Thế giới năm nay là Jude Bellingham của tuyển Anh. Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế, một tổ chức cực kỳ có uy tín đã đưa ra thống kê rằng giá trị của Bellingham, người đang thi đấu cho Borussia Dortmund là 202 triệu euro, cao nhất trong số 831 cầu thủ đến Qatar. Giờ thì Bellingham đã quá nổi tiếng. Trên lý thuyết, anh thậm chí còn là sao mai tiềm năng nhất thế giới. Nhưng chúng ta sẽ bất ngờ nếu biết rằng bánh xe thời gian đã quay nhanh đến nỗi trong khi các đàn anh chinh chiến ở World Cup 2018, cậu chàng này thậm chí còn chưa chơi bóng chuyên nghiệp. Xin mời anh em theo dõi series mới toanh của chúng tôi, từ người vô danh trở thành người hùng tại World Cup 2022. Nếu video thú vị, anh em nhớ đăng ký kênh và giới thiệu cho mọi người cùng xem nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay ngay sau đây. 3 tháng sau khi Tam Sư bị Croatia loại ở bán kết World Cup trên đất Nga năm 2018, Jude Bellingham mới đá trận đấu đầu tiên cho đội U23 của câu lạc bộ Birmingham City và ghi bàn duy nhất của trận đấu. Khi đó anh mới chỉ 15 tuổi, thậm chí là còn chưa đủ tuổi lấy bằng lái xe tạm thời ở xứ sương mù. Nhưng chỉ 4 năm sau, tiền vệ này đã được đánh giá là có thể đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển Anh tại World Cup 2022. Ở hàng tiền vệ của Tam Sư hiện tại, Declan Rice chắc chắn sẽ đá chính. Nhưng câu hỏi rằng ai sẽ đá cặp với anh hiện vẫn chưa có lời đáp. Đội trưởng của Liverpool và là điểm tựa của anh năm 2018 Jordan Henderson năm nay đã 32 tuổi. Anh chỉ đủ thể lực để đá đủ 90 phút mỗi 3 trận kể từ đầu mùa. Calvin Phillips, cạ cứng của Rice trong hành trình đến ngôi Á quân tại Euro 2020 thì lại ra sân rất ít ỏi trong màu áo mới Man City tại mùa giải này. Có nghĩa là trên lý thuyết cờ đang về tay của Bellingham. Được trao vai trò quan trọng ngay trong kỳ World Cup đầu tiên là gánh nặng lớn đối với bất kỳ cầu thủ nào, chứ đừng nói đến cậu chàng mới bước sang tuổi 19. Nhưng Bellingham không phải là một thiếu niên bình thường. Thậm chí ở tuổi này, anh không còn lạ lẫm gì nữa với chiếc băng đội trưởng của Borussia Dortmund, một trong những câu lạc bộ hùng mạnh của nước Đức. Bellingham đã đeo nó vài lần ở Bundesliga và UEFA Champions League. Là một tiền vệ, khả năng xoay đầu quan sát liên tục để nắm giữ thông tin và lợi thế trên chiến địa cùng tố chất bùng nổ cho ra đời những khoảnh khắc ngôi sao của Bellingham thật đáng kinh ngạc. Cách đây 2 tháng thôi, Bellingham đã cho ra mắt một trailer giới thiệu tóm tắt về những gì mình có thể làm ở Qatar trong trận hòa 3-3 giữa Anh và Đức tại UEFA Nations League. Anh được trao danh hiệu cầu thủ hay nhất trận sau màn thể hiện xuất sắc cùng với người đàn anh Declan Rice. Cùng nhau, họ đã thắng đường bộ đôi đáng gờm Ilkay Gundogan và Joshua Kimmich, những người có tổng cộng 132 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Bellingham khép lại trận đấu đó với nhiều đường truyền chính xác nhất, 41/45, đạt tỷ lệ 91%, nhiều đường truyền ở 1/3 cuối sân nhất, tắc bóng thành công nhiều nhất 4 và cũng thắng tranh chấp tay đôi nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân 8. Đáng ngạc nhiên, đó mới là lần đá chính thứ 8 của anh cho Tam Sư. Sau trận The Classicer kinh điển nước Đức nghẹt thở với Bayern Munich vào tháng 10, tờ Straits Times hỏi Bellingham rằng làm cách nào để anh có thể thi đấu xuất sắc một cách nhất quán như vậy, trong khi vẫn phải đối phó với áp lực gia tăng nhanh chóng theo thời gian. Cười thoải mái, Bellingham nói: "Tôi có những cộng sự thực sự tốt xung quanh mình. Tôi luôn giữ đôi chân trên mặt đất, nhưng cũng luôn muốn trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ mình luôn có thể tiến bộ." Cuối tháng đó, anh cũng chia sẻ với trang chủ của Bundesliga rằng sức mạnh tinh thần của mình được chui rèn từ chính thời còn ở Birmingham, câu lạc bộ mà anh đã gắn bó từ năm 8 tuổi cho đến khi gia nhập Dortmund khi mới 17. Xuất ngoại ở độ tuổi đó, đặc biệt với một cầu thủ Anh, là quyết định không chỉ tự tin, dũng cảm mà còn đòi hỏi một sự chín chắn trước tuổi nhất định. Mọi thứ bạn muốn, bạn luôn phải chăm chỉ để đạt được. Và nếu bạn chưa đạt được, bạn phải có thêm thứ gì đó trong mình thúc đẩy bạn nỗ lực hơn để đạt cho bằng được. Bellingham nói, nghe không giống một cậu chàng chưa đầy 20 tuổi. Huấn luyện viên Pep Guardiola gọi tâm lý hiếu chiến ấy của Bellingham là điều đặc biệt sau khi chứng kiến anh chọc thủng lưới Man City trong cuộc chạm trán ở vòng bảng Champions League mùa này. Và cũng ở đấu trường châu Âu, có một chi tiết đắt giá từng xuất hiện dù là ở Europa League và cũng từ tận mùa giải trước. Đó là khi Bellingham ghi bàn và kiến tạo trong trận đầu tiên tại giải đấu này sau kỳ nghỉ đông. Nhưng chung cuộc, Dortmund vẫn bị Rangers đả bại ngay trên sân nhà với tỷ số 2-4. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này. Dortmund vẫn còn hy vọng ở trận lượt về. Và trong phòng thay đồ, không ai được phép bỏ cuộc cả. Bởi tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Anh khẳng định như thế khi được hỏi sau trận đấu. Phóng viên phỏng vấn Bellingham hôm đó là của một đơn vị truyền thông Anh. Hệ quả là đoạn clip ấy nhanh chóng được lan truyền khắp trên mạng xã hội.
Các cổ động viên tỏ ra rất ấn tượng và ngạc nhiên trước phong thái chững chạc và tố chất lãnh đạo của một thanh niên khi đó mới 18 tuổi. Thế nên đội trưởng tương lai của đội tuyển Anh trở thành chủ đề được các cổ động viên Tam Sư đem ra bàn tán sôi nổi ở thời điểm ấy. Họ không làm quá xét theo những gì anh thể hiện trong phòng thay đồ của một trong những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Xét theo cả thực tế này nữa, Dortmund mới là chặng xuất phát của anh. Các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu chắc chắn sẽ theo dõi sát sao màn trình diễn của Bellingham trên đất Qatar. Cả Liverpool, Real Madrid và Manchester United đều được cho là đã đặt anh vào tầm ngắm, dù Transfermarkt định giá anh lên đến 100 triệu euro. Tuy nhiên, những sự chú ý đó sẽ không làm dao động Bellingham một chút nào. Thậm chí như quá khứ cả xa lẫn gần đã chỉ ra rằng anh còn liên tục phát triển nhờ cưỡi trên làn sóng kỳ vọng ấy. Sự nghiệp của Jude Bellingham đang chạy nhanh hơn rất nhiều so với lứa tuổi 19. Trên thảm cỏ ở sân Khalifa, người ta đã thấy gương mặt búng ra sữa ấy trở thành ông chủ tuyến giữa của đội tuyển Anh như thế nào. Trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ có duy nhất một cầu thủ trẻ hơn Bellingham ghi bàn ở World Cup, đó là Michael Owen. Nhưng nếu như năm 98, Owen chạy ăn mừng điên cuồng sau những pha lập công vào lưới Romania hay Argentina, thì phản ứng của Bellingham hoàn toàn khác. Sau cú lắc đầu tung lưới Iran, tài năng trẻ của Dortmund vẫn lạnh lùng chạy tới cột cờ góc, giơ hai tay hướng lên khán đài để nhận được sự tán thưởng. Ở đây không bàn tới cách ăn mừng, nhưng rõ ràng người ta thấy được sự lạnh lùng và khí chất ở tuổi 19 của Bellingham. Với tâm lý thông thường, khi đón nhận món quà lớn như vậy ở tuổi 19, người ta thường có xu hướng phát điên giống như kiểu Owen năm xưa. Nhưng Bellingham lại đón nhận một cách lạnh lùng và ngạo nghễ. Trong niềm hưng phấn tột độ, những cổ động viên Anh đã định giá Bellingham tới 200 triệu bảng. Tất nhiên, con số ấy vẫn vượt xa so với giá trị của tiền vệ người Anh, nhưng tương lai đang mở rộng trước mắt cầu thủ này. Những thử thách lớn hơn ở World Cup 2022 sẽ là cơ hội để Bellingham tiếp tục chứng minh giá trị của mình.